Chương trình này được bảo trợ bởi Tại McDonald's, chọn hai bánh giữa mặt chicken, mặt double hay hot and spicy mặt chicken chỉ có 3 đô 50 cent. Long Factory 714 444 999 các bạn so sánh. Như Huyền về Đài Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần ở trên băng tầng của Đài Lidoson TV 56.10 14.2 trên website Sài Gòn tv com và chúng tôi cũng đang live trên Facebook và cũng sẽ chiếu lại trên YouTube. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ bảy ngày cuối tuần ngày 18 tháng 9 năm 2021. Một lần nữa thì Lê Thái gửi lời chào đến quý vị đang theo dõi chương trình cũng như là em gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái và Như Huyền. Kính chào tất cả quý vị đang xem chương trình Cà Phê Sáng ngày hôm nay và chào Lê Thái. Hôm nay là thứ Bảy và Chủ nhật thì quý vị lại thấy à, Nhi Như Huyền với Lê Thái vào thứ Bảy Chủ nhật nữa thưa quý vị. Và hôm nay thời tiết mát hơn so với tuần trước rất là nhiều. Vào chiều tối thì nhiệt độ từ 61 độ cho lên tới 63 độ là cao nhất là cỡ 7 giờ chiều đó thưa quý vị. Nhưng vào, vào buổi trưa chiều thì nhiệt độ cao nhất ở quá Westminster là 72 độ đó là như nói chỉ là ở Westminster mà thôi những khu khác có thể cao hơn và cái nhiệt độ từ 70 cho tới 72 thì có thể lên tới 74 hoặc 75 ở những khu vực khác ờ uh, thời tiết Cali của mình em uh, nếu như không có gì thay đổi thưa quý vị thì chính thức là ngày 22 tháng 9 này thì chúng ta sẽ bước sang mùa thu. Dạ. Yeah. Uh, mà khi mà nói đến mùa thu của Cali thì tuyệt vời đúng không chị? Uh -huh. uh, mùa thu Cali thì đẹp thật sự nhưng mà nếu như mà chúng ta ở vòng vòng ở khu Nam uh, miền Nam ở khu Orange County uh -huh. đó thì chúng ta ít thấy được cái sự thay đổi của mùa thu. Đúng nhưng rồi. mà nếu như mà quý vị có thời gian mà chúng ta lên ở vùng những vùng mà mountain mà gần gần, gần ở ở đúng chúng ta ở gần yeah. chúng ta thì quý vị sẽ thấy cái rõ rệt những cái sự mà chuyển biến của tất cả các các sắc lá của những cái một rừng là... cây ha, ở trên núi nó rất là đẹp thưa quý vị ừ. mà đặc biệt là miền nam cali chúng ta thấy ít ha mà quý vị ừ. đặc biệt mà đến những cái miền đông hay là đến Mình những bắc cái miền xa ấy. miền bắc của cali yeah. thì quý vị sẽ thấy một cái sự tuyệt vời hoàn toàn luôn nó sẽ thay đổi rõ rệt từng mùa và những cái cây nó cũng thay đổi màu sắc lá và thứ cái... màu đẹp đẹp hả? lắm và yeah. cái thời điểm đó mà quý vị nào mà chúng ta đam mê chụp hình đó thì có thể ừ. mà dẫn theo một cái tay mà photographer để ừ. chúng ta có thể đi theo chúng ta để chụp những cái bộ ảnh thật là đẹp để đời Đúng như là nhiếp ảnh những người, uh, như là Trí đang quay camera dạ. cho mình. Anh Trí trong phòng kỹ thuật, các cậu quay đó rất trẻ là... mà vừa chụp hình mà vừa quay phim đẹp thưa quý vị. Đang trong đó chắc nghe quảng cáo <laughs> hay đó mình... Ai cần tìm nó gọi lên vô LSTV và hỏi Trí <laughs> á, thưa quý vị. Như vâng, rồi Trí chắc cũng nghe. À, và thưa quý vị, uh, trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần thì Như Huyền và Lê Thái vẫn đưa đến quý vị những bản tin uh, rất là gần gũi chung quanh chúng ta và vô cùng thú vị và đặc biệt thì ngày hôm nay đầu bản tin thì lê thái đưa đến quý vị một thông tin về covid 19 chín um, vaccine thì nó nó ê hề yeah. và ở hoa kỳ chúng ta chúng ta đang đang và đang cho những cái người lớn tuổi trên 65 tuổi cũng như là những cái người mà đang bị bệnh nền thưa quý vị là có thể chúng ta chích ngừa vaccine mũi 3 của mùa của Moderna. Và quý vị nào mà chúng ta lớn tuổi thì chúng ta có thể là chúng ta ghi danh và lên trên cái app á hoặc là chúng ta chúng ta ghi danh ở trên cái của CVS hoặc là những cái nơi nào mà gần quý vị nhất thì chúng ta có thể chúng ta ghi danh để chúng ta được vắc xin chúng ta được chích ngừa những cái mũi thứ ba dành cho ông bà cha mẹ chúng ta những người lớn tuổi cũng như là những người có những bệnh nền rất là nặng hay là bên trong của chúng ta có những bệnh nền thì chúng ta có thể đi chích mũi 3 để chúng ta bảo vệ sức khỏe của chúng ta và vaccine hiện nay thì vẫn là một trong những cái uh, gọi là sao những cái uh, phương pháp mà phòng vệ bảo vệ chúng ta an toàn nhất hiện đó, đến đó đến rồi. thời điểm này uh -huh. và kính thưa quý vị rất là nhiều tất cả các giới chức y tế cũng như tất cả các nhà khoa học người ta đã tạo ra những cái vaccine và đến ngày hôm nay thì người ta vẫn không dừng lại cái vấn đề mà người ta tạo vaccine và ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái loại mà uh, vaccine đường mũi mới để ngăn ngừa Covid-19 mà các nhà khoa học ở Mỹ chúng ta vừa mới chế tạo ra. Đây là một cái tin rất là vui ừ. trong ngày hôm nay. À, uh, kính thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đã tạo ra loại vaccine mới có khả năng uh, tạo miễn dịch niêm mạc ở mũi. Đây là cái một cái rào cản Ờ, đầu tiên để chống lại cái virus trước khi mà chúng di chuyển xuống phổi thưa quý vị bởi vì khi mà covid 19 nó tấn công chúng ta thì nó vào cái đường thở của chúng ta trước nó vào đường mũi thì nó mới di chuyển xuống uh, di chuyển xuống phổi thì khi đó thì nó mới làm cho chúng ta có những cái biến chứng ở phổi thành ra chúng ta rất là khó thở và gây yeah. cho chúng ta tử vong và kính thưa quý vị Navin Varadhan Giáo sư ngành hóa học và kỹ thuật phân tử sinh học ở trường Đại học Houston và cộng sự của ông mới vừa thông báo là phát triển ra một cái loại mầm vắc tiểu đơn vị đưa qua bằng đường mũi thưa quý vị và nó có thể cung cấp miễn dịch lâu dài để chống lại cái mầm bệnh lây qua đường hô hấp mà coronavirus nó gây ra. Và giáo sư này cộng tác với Xin Li Liu là phó giáo sư của trường dược học ở trường dược US UH là chuyên gia về những người ta nghiên cứu về những cái hạt nano và nhóm nghiên cứu này của giáo sư New đã tạo ra cái loại tá dược có tên là nanostin giúp thúc đẩy cái phản ứng miễn dịch của cơ thể và nó được sử dụng làm tá dược cho cái vắc xin đường mũi và giải trình tự à, ARN của từng tế bào để mà xác nhận những cái mô bạch huyết nó liên quan tới mũi và kêu những cái vị trí tác động đến cái mũi và kết quả cho thấy rằng cái công thức vaccine này thưa quý vị nó có tiềm năng và vô cùng an toàn nó có thể là nó tạo ra cái phản ứng miễn dịch nhanh cho chúng ta trong vòng chỉ có 7 ngày thôi và tạo cái miễn dịch toàn diện chống lại coronavirus cho cơ thể của chúng ta và cái vaccine đường mũi này cũng cho phép là phân bố vaccine đồng đều hơn trên khắp thế giới và hàng tỷ người dân ở một số nước giống như là ấn độ nam phi cũng như là brazil hiện là chưa được tiêm chủng và những cái đợt bùng phát dịch lớn và lây lan virus tại những cái quốc gia đó thì nó góp phần thúc đẩy cái sự mà biến thể và tiến hóa của những cái loại virus nguy hiểm hơn nó làm giảm hiệu quả của mọi là vaccine à, với yêu cầu phân bố đồng đều và đòi hỏi cái vaccine là nó phải ổn định và nó có thể vận chuyển dễ dàng thưa quý vị và theo kết quả nghiên cứu này thì mọi cái thành phần của vaccine mới này nó gồm có protein và cái tá dược ổn định À, trong hơn là 11 tháng và còn có thể là chúng ta có thể lưu trữ và vận chuyển mà không cần giữ nó ở trong tủ đông giống như những cái loại vaccine khác. Ừ. Và theo tiến sĩ Varadarajan là nhà đồng sáng lập Aura Vax, công ty một công nghệ sinh học tiên phong về phát triển vaccine đường mũi và liệu pháp điều trị giúp bệnh nhân đánh bại cái bệnh tật bao gồm COVID-19 và những cái người này người ta đang bắt tay vào để sản xuất vaccine mới và lên kế hoạch để xin phép từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của nước Mỹ chúng ta là FDA trong năm nay và nếu như không có gì thay đổi thì trong năm nay trước cuối năm thì có thể là cái loại vaccine bằng đường mũi này nó sẽ ra thị trường và người dân chúng ta nhất là người dân ở Mỹ đầu tiên chúng ta có thể chúng ta sử dụng loại vaccine này Wow. cái đó rất là cũng hy vọng rằng là thuốc này ra những cái vaccine này ra rất là mau để cho mình được cuộc sống trở lại bình thường cho không những ở nước mỹ và tất cả mọi nơi nữa thưa quý vị và bản tin kế tiếp đó là nói về Britney Spears. Là Britney Spears như quý vị cũng thấy là vừa rồi xảy ra nhiều cái vụ lầm sầm tới với cô ta rất là nhiều về những cái vụ kiện. Nhưng mà đây là một cái tin vui cho Britney đó là cô ta đã đính hôn với là bạn trai gọi là Sam asghari thưa quý vị. Và cái người này quý vị nhìn có thấy hơi giống ai ở từ cái miệng đi lên cái mũi ông giống Thái đó. <cười> Cảm ơn <laughs> chị. À, chị nói này em cũng ngại bữa trí đó. em đưa cái hình mà rồi sao ta? À, cái cậu gì mà vừa rồi mà bị bắt ở bên Trung Quốc cái ta? quên rồi tự nhiên quên tên rồi à, ca sĩ cái cậu, một cậu, 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 sĩ cậu ừ. trong đài thưa quý vị cũng nói là Cái mặt này giống đẻo giống Thái <cười> <cười> Mà mê nó phim chị Nhiều Hiền nữa dạ vâng, xin mà chị mặt, tiếp tục. mặt này không đẻo, mặt này rất là đẹp trai thưa quý vị Mà rất là hiền nữa Từ ở dạ vâng. phía dưới trở lên từ cái miệng tới cái mũi Là giống Lê Thái à, Và trở lại bản tin là Britney Spears và bạn trai là Sam Asghari Đã đính hôn Một trong những nhà quản lý của Asghari Là Brandon Cohen Đã nói với CNN vào tuần vừa rồi Nhưng mà hai vợ chồng này đính hôn Thì những cặp đôi này đã lên trên Instagram và cũng là cho một cái video và cũng đã show cho tất cả mọi người biết cho những fan của Britney Spears và cặp đôi đã chính thức có mối quan hệ lâu dài của họ từ năm 2016 và đây là cái sự cảm động sâu sắc và hai cặp đôi này đã ở với nhau gần hơn là 5 năm thưa quý vị và trong cái video trên instagram đã thấy cái sự mỉm cười và vui vẻ của britney và ashgary đã hỏi cô ta có thích chiếc nhẫn hay không thì cô ta đã 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 screaming và nói rằng là dĩ nhiên là có rồi và rất là hạnh phúc và chiếc nhẫn này đã được thiết kế bởi roman maverley tại trụ sở ở new york và cặp đôi đã gặp nhau lần đầu tiên vào năm năm 2016 khi askari đóng chung với spear trong video trong các địa album gọi là slumber party và từ đó hai người đã đế tin cho tới hôm nay thưa quý vị và bài báo này đã đã cái tin này được đưa lên sau khi spear đã chấm dứt cái cuộc uh, vụ lầm dầm kiện cáo đối với là người cha của cô ta trong những tháng vừa rồi thưa quý vị và đây cũng là một cái tin vui cho spear và hy vọng cô ta làm lại cái cuộc đời và được sống mà cũng nghe nói rằng trong cái tin đó là người cha đã không quản lý cô ta nữa và ông tác dạ vâng đây là một tin khá vui trong ngày hôm nay của giới giải trí của thế giới và cặp đôi tuy là em thấy là cũng có nhưng mà cái là, là về tuổi tác nhưng thật <laughs> yeah. sự là bây giờ tuổi tác không quan trọng. Yeah. Nhưng mà thấy là anh này đã yêu cô này hơn 5 năm rồi thưa quý vị. Yeah. Đây là một tình cảm chân thật tại vì 5 năm vừa qua thì Britney hoàn toàn không hoạt động nghệ thuật uh -huh. và cô cũng không có được quản lý về tài chính cũng như tất cả những cái gì liên quan đến đời tư cá nhân của mình uh -huh. mà anh này vẫn theo đuổi và vẫn yêu cô Bất cho thương. đến ngày hôm nay. Yeah. Thì không biết tương lai như thế nào nhưng mà trước mắt thì lại thấy thấy rằng đây là một cái cặp vô cùng dễ thương và vô cùng hạnh phúc và chúng ta cũng gửi lời chúc mừng đến Britney Spears, Spears ha, thì chị Hy vọng cái cuộc hôn nhân này chưa tới hôn nhân nhưng cái cuộc relationship với Spears này kéo dài hơn so với những cuộc khác những cái 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 lần trước của cái relationship trước của cô ta. Dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng cuối tuần như hiện và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.